Hello, xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trên tay mình là cái cụm của cái máy xay giò nhá. Bây giờ nó đang vỡ bi này, quan sát sơ qua thì thấy bi đây vỡ này. Bây giờ mình sẽ tháo ra nhá. Ăn thì này tháo ra là hơi khó đấy. Con này khả năng là từ ngày nó gióng ra giờ là bây giờ mới hỏng đây. Nó chỉ là cái ốc hãm thôi, trong này mới là con ốc chịu lực này. Mình quan sát ốc này này. Ốc này vẫn là ốc phuôi thôi, đây nhìn cái gen này là biết là ốc phuôi rồi. Mình lấy kìm nước to này để mình giữ cái trục này để mình vặn con ốc. Cứ đi ra nhưng mà chặt quá không vặn ra nổi. Mình chuyển kìm nước ra giữ cái đầu đi để vặn. Nhưng vẫn không ra, mình quyết định là mình lấy chạm để mình tán cái con ốc này ra thôi. Cái ốc quá chặt mọi người. Đây mình có cái đầu tròng 32 này. Đầu tròng 32 to này nhưng không vừa. Này nó là ốc 34. Nếu vừa đầu tròng thì đưa cái máy to vào, máy bu lông to bắn ra nhưng mà không có ai đành rồi. Ba phát đập ra rồi. Đây nhìn rõ bi vỡ này. Đây, bắt đầu nó ra một ít này. Cái trục này nó có cái ngấn này trên này nên là mình phải đóng từ trên này xuống để nó ra. Con này chạy 4 vòng bi. Chạy 4 vòng bi luôn. Đây mình vệ sinh này đi xem chỗ này có cái phanh không nhá. Đây nó có cái phanh này. San cái vòng bi này ra để cho nó đỡ bị tụt kê nõi cốt ra, tí mà tụt cốt ra tháo vòng ngoài có. Đấy, phía dưới nó hai vòng này. Phía dưới hai vòng này. Nó có cái cốt giữa này. Sau đó hai vòng phía này nữa. Chạy 4 vòng một lúc. Con này nó thiết kế này thì bền. Cả hai vòng này vỡ luôn một lúc này. Cả hai vòng dưới đều vỡ một lúc luôn. Chạy chắc khả năng lâu năm lắm rồi.
an hủy nó chặt. Cái cổ điện đâu? Máy đấu thôi. Máy phát điện ba pha ở không phải. Anh thay cổ điện. Mày anh tính trong ngoài tí làm sao? Tại vì đem nó nặng quá đề một. Đây hai vòng vi vỡ này. Như vậy con này chạy 4 vòng vi, hai vòng vi dưới vỡ. Hai vòng vi trên này xay giò trên này, dưới này nó khô, khô quá là vỡ. Nước mỡ với cả nước muối nó xuống. Vỡ, bây giờ mình lấy vi thay nhá. Vệ sinh bên trong này đi. Trong này là cái giò nó rơi xuống ấy. Giò thì lẫn mỡ, mỡ bôi trơn. Đây, bây giờ mình vào vi nhá. Vào vi mình sẽ vào hai vòng trên ở trước này. Nghiêng này mình gõ đủ lực là vào căng ngoài. Sau đó đến cái trục này. Mình sẽ ướm thử cái trục này xem nó có vừa không này. Rồi, còn nữa này. Mình sẽ đóng cái cabin này dồn xuống để lắp được cái phanh. Rồi nắp cái phanh vào ok rồi này. Đấy đằng trước này. Giờ đưa cái trục này xuống đã. Gõ cho cái trục này. Gõ trục này xuống này. Rồi cái này gần bằng mặt rồi. Dồn xuống tí nữa là ok này. Nắp bu ni vào thì có cái nguyên độ này của nó này. Sau đó đến cá này. Làm cẩn thận tất cả những cái bộ phận này đều bằng inox hết này, tất cả trục này, khung xương này, cả cái ống này bằng inox hết. Nhưng mà khi máy xay giò xay nó có muối rơi lên đây, nước muối nó vẫn bị han rỉ, nhưng mà ra han rỉ ít thôi. Sau đó đến buni này, rồi nong đen.
kê đầu này lên này, cho nó tì cái ly vào đây. Sau đó bán hết rồi. Chặt rồi, ok nhá. Xiết con ốc. Xiết con ốc bị cái này vào. Rồi ok. Đấy, như vậy đã trơn tru ngon lành rồi nhá. Đây cái mặt này này, mọi người để ý cái mặt này nó bằng này, mặt này bằng này, từ đầu theo máy zin nó bằng như này, bây giờ mình lắp vào bằng này nhá, trơn tru đấy. Như vậy là đã ok rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người thấy video của mình có ích thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.